Minh Hải và Minh Châu xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Minh Châu biết không, mấy ngày hôm nay nhà anh có mấy đứa cháu từ nước ngoài về á, tụi nó nghịch ngợm quá, rất là vừa phá vừa ấy, nó rất là nhiều, nhưng mà anh có một bí quyết mà dụ khị tụi nó. Vậy hả anh, đúng là con nít thì đứa nào nó cũng hiếu động hết trơn á. Ở nhà em cũng có mấy đứa em họ đó, trời ơi nó quậy không chịu nổi luôn, nhưng mà em không có bí quyết nào dụ tụi nó hết. Anh Hải chỉ cho em bí quyết của anh đi. Biết không, con nít thì thường rất là thích những món chiên giòn á, thì anh có một bí quyết là làm món chiên nên sau đó cho tụi nó ăn, và những cái màu sắc á thì rất là đẹp và nhìn vào là rất là thích. Để em đoán coi, món chiên mà con nít thích thì chắc là phải là khoai tây chiên đúng không anh? Gần đúng rồi đó em. Nhưng mà là hôm nay anh sẽ giới thiệu cho Minh Châu và quý vị khán giả đó là một món, đó là món khoai tây viên chiên xù. Nguyên liệu để chế biến món khoai tây viên chiên xù gồm có khoai tây, hành tây, bột mì, trứng gà, thịt băm, tương cà, tỏi băm, bột xù và một số gia vị, dầu ăn, tiêu, hạt nêm ăn xi ngon và sốt mayonnaise Lisa. Khoai tây này chúng ta sẽ cắt khúc. Hành tây này chúng ta băm nhuyễn. Chúng ta sẽ cho vào đĩa. Minh Châu ơi, nước đã sôi rồi, bây giờ em cho khoai tây vào luộc giùm anh nha. Mình sẽ luộc trong bao lâu anh Hải? Mình luộc khi nào khoai tây chúng ta trong và vừa chín tới là được em. Có đậy nắp không anh? Em đậy nắp cho mình nha. Chúng ta sẽ sử dụng một ít dầu ăn. Chúng ta sẽ cho một tí muối vào trong khoai tây luộc. Khi cháo dầu sôi chúng ta sẽ cho một ít tỏi vào. Chúng ta cho hành tây vào xào trước. Sau đó chúng ta sẽ cho phần thịt xay vào. Chúng ta sẽ tán nhuyễn cái phần thịt này ra nha. Chúng ta sẽ cho một ít gia vị vào. Một muỗng hạt nêm maxi ngon, khoảng nửa muỗng tiêu. Nửa muỗng tiêu. Chúng ta cho ra đĩa. Trong khi đợi khoai tây chín thì chúng ta bây giờ sẽ pha sốt khoảng chừng 2 muỗng sốt mayonnaise, 1 muỗng tương cà. Vậy thôi hả anh? Đơn giản em ơi, chúng ta sẽ quậy đều lên. Quý vị khán giả thân mến, sốt mayonnaise chúng ta sẽ có thể bỏ vào trong tủ lạnh thì cái sốt chúng ta sẽ rất là ngon. Quý vị khán giả thân mến, mayonnaise Lisa có thể pha được với rất nhiều loại gia vị khác nhau. Nhưng trước khi sử dụng, quý vị hãy bỏ phần sốt đó vào trong tủ lạnh. Như vậy thì khi chúng ta dùng, món ăn sẽ ngon hơn. Bây giờ thì khoai tây chúng ta đã chín thì chúng ta sẽ vớt ra. Dạ xong rồi. Rồi. Sau khi khoai tây chúng ta vớt ra, chúng ta sẽ dùng muỗng tán nhuyễn ra. Sau khi khoai tây chúng ta tán nhuyễn, chúng ta để nguội thì chúng ta sẽ cho phần thịt vào trộn chung với nhau. Quý vị khán giả thân mến, món này ngon ở chỗ là chúng ta sẽ cho thêm một ít mayonnaise vào, chúng ta trộn chung với lại khoai tây. Sau khi Minh Châu đã quậy khoai tây và thịt xong thì bây giờ chúng ta sẽ vo lại thành những cái hình để cho thật là bắt mắt và đẹp ha. Bây giờ anh sẽ vo viên tròn. Đầu tiên Minh Châu lăn bột giùm anh nha, lăn những cái viên này vào trong bột này. Để ở đây anh sẽ đặt trứng gà. Mình chỉ áo một lớp mỏng. Em áo một lớp bột mỏng thôi. Rồi anh sẽ lăn khoai tây này vào trong trứng gà nha. Chúng ta sẽ bỏ những cái phần này lên. Sau khi dầu chúng ta đã nóng thì bây giờ chúng ta sẽ bỏ những cái khoai tây này chúng ta chiên nha. Wow. Quý vị các bạn lưu ý là món này chúng ta khi chiên bột chúng ta vừa vàng tới là chúng ta sẽ vớt ra, tại vì bên trong đã chín hết rồi. Anh cũng đã chuẩn bị một cái dĩa để dùng trang trí những cái món ăn chúng ta đang làm nha. Bây giờ thì món ăn chúng ta đã gần xong, bây giờ anh sẽ vớt ra nha. Chuẩn bị một ghế thấm dầu. Wow.
Anh có chuẩn bị một ít lá để dùng trang trí. Rất là sinh động. Minh Châu, em có thấy thành quả của anh em mình như thế nào? Hình thức thì em chấm 9,75. Nhưng mà còn nội dung thì chưa biết. Bây giờ anh sẽ mời em thử nội dung xem như thế nào nha. Cái này là hình tam giác đó em. Đây. Rất là thơm nha. Để em thử một cái nè. Nghe cái mùi giòn giòn của bột chiên giòn rồi đấy. Rất là ngon đó anh Hải. Em cảm thấy là khoai tây viên chiên xù và sốt mayonnaise Lisa là một cặp đôi rất là lý tưởng, bởi vì đã tạo nên một hương vị rất lạ và rất ngon. Vị béo của cả khoai tây và của mayonnaise Lisa đã tạo nên một điều rất là thú vị, đặc biệt là cho các em bé nhỏ. Cả quý vị và các bạn sẽ thành công. Và quý vị cũng đừng quên hãy liên lạc với chúng tôi theo số hộp thư 276 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ Minh Châu và Minh Hải phải nói lời chào tạm biệt với quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.